Mời bạn đến với Việt Nam, đất nước của những điều kỳ diệu. Việt Nam, đất nước hàng ngàn năm lịch sử, được tạo hóa ban tặng những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc hùng vĩ, rung động lòng người. Đặc biệt, với những giá trị độc đáo về đa dạng sinh học, văn hóa và kiến trúc, Việt Nam có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO vinh danh là điểm du lịch tuyệt vời hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á. Một Hạ Long kỳ ảo, duyên dáng mộng mơ. Cổ kính nên thơ, cùng Tràng An danh thắng. Say đắm lòng người với vẻ kỳ vĩ của phong nha Kẻ Bàng. Hay trầm mặc bí ẩn cùng những đền đài cổ kính nơi thánh địa Mỹ Sơn. Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ, cố đô Huế, những di tích về triều đại hoàng tộc huy hoàng trong lịch sử Việt Nam. Đến Việt Nam, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên để hiểu hơn về sức sống mãnh liệt và tiềm năng phát triển phong phú, dồi dào của đất nước chúng tôi. Dân tộc Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, trọng lễ nghĩa, luôn cần cù trong lao động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển đất nước. Người dân Việt Nam bình dị, hiền hòa và mến khách. Là quốc gia đa sắc tộc, với 54 dân tộc anh em cùng chung sống hòa bình. Mỗi dân tộc mang những sắc thái đặc trưng về phong tục, tập quán, lễ hội. Nét hấp dẫn của Việt Nam đến từ nền văn hóa trù phú, với những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, song hành cùng sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Là mái nhà chung của hàng triệu tín đồ, bên cạnh các tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và tín ngưỡng bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo, các tôn giáo mới vẫn tiếp tục được du nhập, đã tạo nên một bức tranh tôn giáo muôn màu trong đời sống tâm linh của người Việt. Ở Việt Nam, tự do tín ngưỡng và tôn giáo luôn được tôn trọng và đảm bảo. Và khi đến Việt Nam, không thể bỏ qua nét ẩm thực đặc trưng, với món ăn đã trở thành nghệ thuật, thành nỗi nhớ khắc khoải cho những ai xa quê và du khách mỗi dịp ghé thăm. Đó chính là hương vị lưu luyến ngàn năm của thiên đường ẩm thực Việt. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, giao dịch thương mại sôi động, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 80% GDP. Với nền kinh tế thị trường khởi sắc, Việt Nam đang tiến những bước vững chắc trên con đường công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Không chỉ là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, các mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam như chè, cà phê, hạt tiêu, điều, thủy sản, hàng dệt may cũng giành được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế và được người tiêu dùng khắp năm châu ưa chuộng. Hiện nay, Việt Nam đang tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Xác định cơ sở hạ tầng là nền tảng của sự phát triển, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng đầu tư, đổi mới và hiện đại hóa nhằm tạo kết nối thuận lợi nhất cho tăng trưởng bền vững quốc gia. Với một môi trường sống yên bình, một nhịp sống sôi động, nơi những giá trị nhân văn được đề cao và coi trọng, Việt Nam mong muốn mang lại cho du khách và bạn bè quốc tế những trải nghiệm về một cuộc sống đúng như mong đợi, nơi chỉ có thành công và niềm hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề cũng được đặc biệt coi trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực lớn cho phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hội nhập. Tự hào với vị trí địa lý thuận lợi, thị trường rộng lớn trên 90 triệu dân, đứng thứ 14 trên thế giới, trong đó 60% là lực lượng dân số trẻ dưới 25 tuổi, với trình độ và tay nghề lao động ngày càng nâng cao, môi trường đầu tư ổn định và hành lang pháp lý thông thoáng, Việt Nam đang hứa hẹn những cơ hội lớn cho đầu tư, kinh doanh và hợp tác quốc tế, là điểm đến lý tưởng của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới. Đặc biệt, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về đối ngoại sau gần 3 thập kỷ đổi mới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đưa vị thế của Việt Nam lên một tầm cao mới. Hãy đến với đất nước Việt Nam của chúng tôi để cảm nhận mạch sống mãnh liệt của vùng đất này, cảm nhận giá trị và tâm hồn của con người nơi đây, cảm nhận vẻ đẹp của những kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và hòa mình vào sự phát triển mạnh mẽ, thần kỳ của một trung tâm kinh tế năng động bậc nhất Đông Nam Á đang vươn mình hội nhập cùng thế giới. Hãy đến với đất nước Việt Nam của chúng tôi, một Việt Nam đậm đà bản sắc truyền thống, một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển. Chào mừng bạn đến với Việt Nam, chúng tôi yêu Việt Nam.